Chào mừng anh chị trở lại với channel Dùng Bất Động Sản Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay Dùng chia sẻ tới anh chị thông tin của một lô đất ở Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang cần bán anh chị. Nằm trên mặt tiền đường, anh chị đang thấy đường nhựa đó, đường nhựa, mặt nhựa hơn 10 mét anh chị. Từ vị trí này mà đi theo hướng phía trước mặt khoảng tầm hơn 300 mét anh chị, đó là quốc lộ 56 đó. Và xa xa thì đó là cái cổng chào của thôn Tam Long anh chị nhá. Đây là đường trục chính của thôn Tam Long. Đó. Đường nhựa 10 mét, quy hoạch là mở rộng 20 mét, trục đường chính liên thông. Lô đất này thì có quy cách là ngang 20 mét và sâu là 80 mét, với tổng diện tích là 1582 mét vuông. Đây là cái ranh mốc mép phía bên trái của lô đất anh chị nhá. Đó, và kéo sang bên này 20 mét đến giáp ranh của cái bờ tường bên này. Đấy. Đến giáp ranh nha anh chị. Lô đất này thì phủ hồng toàn bộ luôn và đã có sẵn là 50 mét vuông thổ cư. Theo hướng này thì nó sẽ thông vào khu vực và có thể kết nối ra hồ Kim Long này, rồi sang đường xà bang lăng lớn anh chị. Đó, đường nhựa hiện tại thì mặt nhựa 10 mét, điện ba pha dân cư. Đó. Cách quốc lộ 56 thì tầm 350 mét đến 400 mét anh chị. Lô đất cực kỳ bằng phẳng luôn. Bây giờ Dùng sẽ đi vào phía đằng sau lô đất cho anh chị có thể là quan sát hết toàn bộ lô đất anh chị. Ở một bên thì giáp ranh với đất nhà hàng xóm và đã xây bờ tường. Đó. Bên này thì có cọc mốc anh chị. Đất trống. Khu vực này thì phủ hồng toàn bộ anh chị. Hiện tại thì có 50 mét vuông thổ cư. Và nếu mà anh chị mà muốn lên thêm thổ cư thì mình đăng ký mua lên thổ cư bình thường. Khu vực đất sạch không dính quy hoạch. Đó. Mặt tiền đường thì quy hoạch mở rộng 20 mét. Khu vực dân cư từ vị trí này mà kết nối về trung tâm thương mại Kim Long thì cỡ 1 km anh chị. Hiện tại thì Kim Long là đang hoàn tất các cái chỉ tiêu để lên thị trấn và chính thức thì sang năm anh chị nhé, sang năm thì sẽ chính thức là lên thị trấn Kim Long. Lô đất này sâu 80 mét, khá là vuông vức, với tổng diện tích là 1582 mét vuông. Ở đằng sau này có nhà nữa này. Bên này có góc mốc anh chị. Và đấy là cọc mốc phía đằng sau đuôi của lỗ đất. Ở đây. Khu vực xung quanh thì đất đang trồng cây lâu năm. Có một gốc cacao. Đất sạch sẽ, không có mồ mả khu vực lân cận anh chị. Phía bên này thì có căn nhà. Anh chị nào mà quan tâm tới sản phẩm này thì có thể liên hệ cho Dùng qua số điện thoại 0908 741 668 nha anh chị. Và nếu anh chị yêu thích thì có thể cho Dùng xin một like cũng như là một đăng ký kênh để có thể là nhận được những cái thông báo mới nhất từ những sản phẩm Dùng đăng lên. Đó, thì anh chị lựa chọn những cái sản phẩm nào phù hợp nhất với cái nhu cầu của chính mình. Dùng xin cảm ơn và hẹn gặp anh chị ở những cái sản phẩm tiếp theo.